Chắc hẳn mỗi chúng ta đã từng có những câu hỏi ngây ngô về cuộc sống mà chỉ khoa học mới có thể lý giải được. Khoa học đã giúp chúng ta giải thích được rất nhiều sự kiện trong vũ trụ chúng ta đang sinh sống, cũng như là nơi tập hợp của những tư tưởng lớn muốn tìm tòi, khám phá hết những điều chúng ta chưa tìm thấy được. Và sau đây sẽ là những khám phá vĩ đại nhất thế giới có thể bạn chưa biết. Khám phá đầu tiên, hạt của Chúa. Khám phá gần đây nhất được các nhà bác học ghi nhận trong ngành vật lý học là hạt Higgs, hay còn được gọi là hạt của Chúa. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì đây là một loại hạt cơ bản thuộc dạng hiếm và khó tìm nhất trên trái đất. Được các nhà bác học phát hiện vào năm 2013, hạt Higgs là một hạt nằm trong trường lượng tử Higgs. Theo lý thuyết về sự tồn tại của hạt này đã từng được công bố vào năm 1964 bởi hai nhà khoa học Peter Higgs và François Englert. Hạt Higgs, nếu tồn tại, sẽ chứng tỏ được sự tồn tại của vật chất tối, được cho là chiếm đến 3/4 vũ trụ. Định luật của Newton về sự chuyển động. Một trong những khám phá tuyệt vời nhất của khoa học đó chính là ba định luật chuyển động của Newton. Định luật thứ nhất là nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Định luật thứ hai là gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật. Định luật thứ ba là trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá trị, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Phản vật chất. Khái niệm phản vật chất tưởng chừng như chỉ tồn tại trong các tác phẩm về khoa học viễn tưởng nhưng hóa ra lại thật sự tồn tại. Nó được cấu tạo từ những hạt phản proton, phản neutron, vân vân. Theo lý thuyết thì nếu phản vật chất gặp vật chất thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Hiện nay, phản vật chất đang thu hút rất nhiều sự chú ý của các nhà khoa học trên khắp thế giới. Thuyết tương đối rộng. Vào năm 1915, nhà bác học Albert Einstein đã công bố thuyết tương đối rộng. Thuyết này thống nhất thuyết tương đối hẹp và định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Thuyết này đồng thời miêu tả lực hấp dẫn như là một tính chất hình học của không gian và thời gian hoặc không thời gian. Với độ cong của không thời gian có liên hệ chặt chẽ trực tiếp với năng lượng, động lượng của vật chất và bức xạ. Một trong những ví dụ điển hình nhất mà ông đưa ra đó chính là quỹ đạo của sao Thủy. Ông dự đoán sự thay đổi quỹ đạo theo thời gian thì hành tinh này có khả năng sẽ va vào trái đất trong vài tỷ năm nữa. Mô hình Bohr. Năm 1915, nhà bác học Niels Bohr đã đề xuất đưa ra một mô hình của một nguyên tử. Mô hình trên miêu tả nguyên tử gồm một hạt nhân nhỏ mang điện tích dương, có các hạt electron di chuyển xung quanh trên các quỹ đạo tròn. Kết quả nghiên cứu từ mô hình của nhà khoa học Rutherford trước đó, mô hình đã giải thích rất thành công công thức Rydberg về các vạch quang phổ của nguyên tử hydro. Phóng xạ. Đồng vị là các biến thể của một nguyên tố hóa học, và trong đó hạt nhân nguyên tử có cùng số proton nhưng có chứa số neutron khác. Khi đồng vị bị mất cân bằng thì chúng sẽ nhiễm xạ và trở thành các đồng vị phóng xạ. Phóng xạ là một trong những khám phá khoa học lớn nhất của lịch sử. Mặc dù nguy hiểm, nhưng phóng xạ này được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Định luật bảo toàn khối lượng. Nhà bác học Antonella Voisier là người đầu tiên phát hiện ra định luật này. Theo định nghĩa, định luật cho rằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành. Từ định luật này là thành quả vĩ đại, to lớn, dẫn đến nhiều khám phá mới của ngành vật lý học trong thế kỷ 19. Hạt sơ cấp quarks. Hạt sơ cấp quarks bao gồm proton và neutron. Proton và neutron là hai thứ tạo nên vật chất. Vào năm 1995, một trong những phát hiện vĩ đại nhất đó chính là hạt quarks thuộc dạng đỉnh. Điều này đã dẫn đến một cuộc cách mạng mới của khoa học. Có tổng cộng 6 loại quarks khác nhau và mỗi loại có diện tích và màu tích khác nhau. Photon. Photon là hạt cơ bản, đồng thời là hạt lượng tử trường điện từ và ánh sáng, cũng như mọi dạng bức xạ điện từ khác. Photon không có khối lượng và nó có thể di chuyển với tốc độ của ánh sáng.
theo lý thuyết về phô tông không được nhiều người chú ý, cho đến khi Albert Einstein đã nghiên cứu về nó và giải thích cặn kẽ lý thuyết về hạt phô tông của Gilbert Lewis đưa ra vào năm 1926. Cuối cùng, lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn hay còn gọi là trọng lực được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà bác học Isaac Newton. Câu chuyện về nguồn gốc trọng lực được coi là một trong những câu chuyện kinh điển nhất của giới khoa học. Câu chuyện trong một lần ngồi dưới cây táo, một quả táo đã rơi trúng đầu Newton và khiến ông thắc mắc lực nào đã kéo quả táo này xuống dưới đất. Từ ý tưởng đó, trọng lực được ra đời. Cũng chính nhà vật lý học đại tài Albert Einstein đã sử dụng lý thuyết về trọng lực để giải thích vấn đề tại sao trái đất lại quay quanh mặt trời. Từ lực hấp dẫn mà nhiều giả thuyết khác đã được ra đời, ví dụ như phản vật chất hay lý thuyết về lượng tử. Qua những phát hiện vĩ đại trên, chúng ta biết rằng khám phá khoa học đã giúp chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi bằng phương pháp khoa học. Đổi lại, khám phá khoa học là một quá trình có hệ thống, bao gồm việc sử dụng các quan sát có thể đo lường được để hình thành, kiểm tra hoặc sửa đổi và đưa ra giả thuyết. Cuối cùng, giả thuyết là một cách giải thích được đề xuất cho một số hiện tượng quan sát được dựa trên kinh nghiệm hoặc nghiên cứu. Khám phá khoa học giúp chúng ta sử dụng, phát triển các mô hình và giải thích tốt hơn cho những bí ẩn của thế giới xung quanh chúng ta. Khoa học cung cấp cho chúng ta một tập hợp các quy luật mà chúng ta có thể tuân theo. Một tập hợp các định luật có thể giải thích tất cả các hiện tượng mà chúng ta thấy hàng ngày. Và khi điều đó không thể xảy ra, các nhà khoa học nỗ lực cả ngày lẫn đêm để tìm ra lời giải. Khi chúng ta chuyển từ việc hiểu các định luật vật lý cơ bản sang nhận ra rằng ngay cả các định luật cơ bản cũng phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta có được cái nhìn sâu sắc hơn về cách chúng ta có thể giải quyết các vấn đề trong thế giới của chúng ta.